Hello, xin chào các cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bữa nay mình xin giới thiệu với mọi người một uh, tin nóng về nước Mỹ. Trước khi mình bắt đầu vào uh, cái video thì mình uh, mong mọi người uh, sẽ bấm uh, subscribe và like, share cho video của mình. Video của mình chuyên về uh, phân tích thời sự và các uh, video uh, du lịch. Đó đây. Ok. Chủ đề hôm nay mình muốn nói đó là chuyện mà ông Trump, ông sắp bị uh, luận tội mấy bạn. À, nếu mà mọi người theo dõi tin tức thời sự của nước Mỹ thì mọi người cũng thấy rằng tổng thống Trump cách đây 3 tuần trước ông bị hạ viện uh, lượng tội và uh, nói tới luận tội thì có rất nhiều người hiểu lầm tại vì họ không có hiểu được cái quá trình luận tội của nước Mỹ cho nên bữa nay mình mới uh, muốn chia sẻ cho các bạn dễ hiểu trước tiên á là mấy bạn nên hiểu uh, luận tội và bị chức phế là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau không có liên quan gì tới nhau các bạn cái hệ thống của nước Mỹ nè không phải chỉ có tổng thống mà rất nhiều chức vụ cao khác là đều có thể bị luận tội hết nhưng mà cái quá trình luận tội vào chức phế nó là hai vấn đề thống ăn nhập gì tới nhau hết á riêng trong trường hợp của tổng thống Trump ok hạ viện hiện giờ đang đảng dân chủ đang đang kiểm soát đó, thì quyết định luận tội ông Trump về cái vụ mà có thể gọi là gọi và hâm dọa tổng thống Ukraine à gây áp lực tổng thống Ukraine để điều điều tra cha con nhà Biden đó. Thành ra bên phía dân chủ quyết định luận tội tổng thống Trump. À, nhưng mà giờ cũng có nhiều người tại vì mọi người không gành hệ thống lực lệ bên Mỹ này thành ra họ cứ lầm tưởng là ông Trump nó đã bị luận tội ông sẽ bị chức phế này vân vân Cái đó là hoàn toàn sai các bạn. Ok. Tổng thống Trump sẽ không hề bị gì hết. Ông sẽ vẫn làm tổng thống nếu mà năm nay năm 2050 tới tháng 11 này bầu cử ông tái đắc cử thì ông sẽ tiếp tục làm tổng thống cho tới năm 2024. Đó là vì sao? Đó là tại vì từng tới này, tại vì bà Nancy uh, chủ tịch hạ viện á, sau khi mà bà đã câu giờ ba tuần lễ không chuyển cái bản cáo trạng luận tội cho thượng viện á, nên mà đảng cộng hòa đang kiểm soát. thì uh, cuối cùng vì áp lực nào đó, bà đã quyết định là tuần sau, bà sẽ chuyển cái bản cáo trạng lên thượng viện và có thể là trong tháng này thượng viện sẽ bắt đầu quá trình xét xử tổng thống trump à. nơi mà chắc chắn là tổng thống trump sẽ được trắng án tại vì nó cái này cái quá lượng tội tổng thống mỹ nó mấy bạn nó không phải là một cái cuộc xét xử mà giống như là mấy cái vụ án bình thường chúng ta thấy ở tòa ha à. nó không phải là cái kiểu mà xử án xong rồi bồi thẩm đoàn quyết định vân vân trong trường hợp này là bồi thẩm đoàn là 100 thượng nghị sĩ ở trên thượng viện ha à. Và theo hiến pháp Mỹ quy định để mày muốn chức phế tổng thống là cần phải có 2 phần 3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu Tức là phải cần có 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ thì mới chức phế được ông Trump Mà dĩ nhiên là không có bao giờ có chuyện đó xảy ra hết Tại vì trong nguyên cái đảng Dân Chủ á nó có bỏ phiếu chút phế ông Trump đây nữa thì cũng chỉ mới được 47 phiếu à Chắc chắn là không bao giờ có cửa mà có hai chục người bên phía đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ cái chuyện đó Thành ra là có thể chắc chắn Tổng thống Trump sẽ hoàn toàn được trắng án trên thượng diện các bạn đó là lý do mà tại sao mà bà uh, Nancy bà đã cố tình kéo dài cái chuyện uh, chuyển hồ sơ lên thượng diện tại vì bà cũng thừa biết chính xác là mọi người ai cũng thừa biết hết á bởi vậy phải dân cho chính xác là mọi người ai cũng thừa biết là một khi mà cái vụ mà lệnh tội Tổng thống Trump lên tới thượng diện là coi như là nó giống như là nước đổ đồ dịch các bạn coi như là hay là xây lâu đài cát ngoài biển vậy đó không? Nó sẽ trở nên vô nghĩa, tại vì tổng tổng thống Trump sẽ được trắng án. Nếu mà bạn coi thực sự thì hôm bữa bỏ phiếu mà luận tội Tổng thống Trump ở dưới thượng viện á, ở lộn ở dưới hạ viện á, thì chỉ có đảng dân dân chủ là bỏ phiếu ủng hộ đảng cộng hòa người ta chống, một trăm phần trăm luôn. Không. Và các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa ở trên thượng viện họ cũng bày tỏ quan điểm là rất ủng hộ tổng thống Trump thành ra không có chuyện gì mà à, có chuyện mà tổng thống trump đi trước phế đây hết á không và những người ủng hộ tổng thống trump như mình cũng thừa hiểu điều đó nhá không xong bất kể là cái cái uh, gây áp lực hay gì uh, hay dư luận hay là ba cái bài báo nào của mỹ nó đưa tin cái đó không quan trọng đâu bạn ờ à. lại bên mỹ này rất đơn giản nhau nó chia làm hai phe một bên là dân chủ với một bên là ủng hộ đảng hòa Tức là những người uh, như mình nè ờ à. Mạnh bên phe nào nó ủng hộ à, là những người mà ủng hộ tổng thống Trump về đảng Cộng Hòa như mình đó Là thừa biết là lúc mà ông Trump mới về đắc cử á Là cái phía đảng Dân Chủ nó muốn lượn tội ông rồi, nó muốn lượn tội ông lúc mà ông còn tranh cử nữa chứ không phải là lúc mà thắng cử tổng thống nữa Thành ra là sau khi ông thắng cử tổng thống mà là nó muốn lượng tội ông rồi không, nhưng mà nó chưa có lý do gì thôi Giờ chính xác là năm 2018 gì rồi, sau khi mà đảng Dân Chủ mà chiếm lại Hạ Viện á À, có rất nhiều người trong đảng hạ dự đảng dân chủ là họ tuyên bố là họ sẽ luận tội ông Trump à, mấy bạn ha tức là chưa lúc đó là chưa có bất cứ cái vụ lùm xùm gì cái vụ mà cuộc gọi với tổng thống ukraine gì hết á mà họ đã tỏ thái độ gọi là bất đồng chính kiến và coi như là sẵn sàng luận tội ông trump mà không cần lý do rồi thành ra là những người ủng hộ ông trump tổng thống Trump đảng cộng hòa như mình đó là không bao giờ mà tin ba cái uh, quan điểm gì mà bằng chứng gì bạn đứng uh, đảng chủ đưa ra hết á muốn nói gì anh nói à ok ừ uhm. thành ra mà những người như mình uh, chính xác là bao nhiêu triệu con người trên nước mỹ này như mình á ủng hộ ông trump như vậy đúng thấy không đúng hộ đảng cộng hòa như vậy á thì bên phía đảng cộng hòa họ cũng sẽ ủng hộ ông trump nếu mà chúng ta quay lại lịch sử là năm 1970 mấy tổng thống Nixon ông cũng bị luận tội mà không ông từ chức trước khi ông bị luận tội. Đó là tại vì ông không có được lòng dân giống như ông Trump này, không? Oh. Thành ra khi mà ông không được lòng dân giống như đó thì phía đảng Cộng hòa lúc đó không ủng hộ ổng. Thành ra họ mới gây áp lực với ông bị ông tổng thống Nixon hồi năm 1970 mấy ông mới từ chức. Nhưng mà đó là chuyện của thời xưa rồi còn thời bây giờ á tổng thống trump hỏi đất ông rất được ủng hộ mấy bạn thành ra những người uh, như mình chính xác là những người như mình các ủng hộ uh, tổng thống uh, trump Thì bây giờ thành ra phía đảng cộng hòa họ không muốn làm mất lòng uh, bao nhiêu triệu người uh, ủng hộ ông trump với đảng cộng hòa thành ra họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ông trump đó là lý do tại sao mà mấy bạn nếu mà mấy bạn coi tivi mấy bạn thấy đó ông John ông bị luận tội nhưng mà mấy bạn thấy ông đâu có nét gì mà sợ sệt không chính xác ông cần kêu đảng dân chủ hãy làm ơn chuyển uh, bản cáo trạng lên đây để mà xét xử cho nhanh nữa à, tại vì mọi người đều thừa hiểu rằng là ông John ông chắc chắn sẽ được trắng án à, đảng dân chủ nó cũng thừa hiểu được đó nhưng mà tại vì năm nay nè mấy bạn năm 2020 là cái năm bầu cử mấy bạn hiểu không thành ra mà bầu cử thì đảng dân chủ đang uh, trong quá trình tranh cử để mà lựa ra một người để mà tháng 11 này ra đấu với ông Trump nè, thấy không? Thành ra cho dù là cái luận tội này á nó họ thừa biết là ông Trump sẽ được trắng án đi chăng nữa, nhưng mà có thể dùng cái chiêu bài đó để chi đưa tin tới lui đưa tin tới lui để mà gọi là biêu xấu làm nhơ dân Trump với nhơ dân Đảng Cộng hòa, hiểu không? Để mà lúc mà vận động tranh cử thì cứ moi cái mấy cái đó ra mấy cái tin nó ra chạy tới chạy lui, ha không ai tin tin ai không tin tin nhưng mà gì có thể dùng để biêu xấu đối phương đó, đó là một trong những chiêu bài mà đảng nhân chủ đang uh, dùng á. chứ thật ra là không có chuyện mà ông Trump sẽ, sẽ bị chức phế mà. nếu mà ông Trump mà bị chức phế đó nghe là cái chuyện đó nó không bao giờ xảy ra hết. thành ra là những cái bất cứ cái tin đồn hay bất cứ cái ai đồn hay bất cứ cái bài báo nào mà nó ghi mấy cái quan điểm đó, đó, là coi như đều là báo là cải hết mấy bạn đừng có tin đó, cần phải có 67 người thượng nghị sĩ ủng hộ thì mới chức phép ông Trump được nhưng bây giờ cho nguyên cái đảng dân chủ nó ủng hộ luôn á thì cũng chỉ mới được có 47 48 phiếu à, và không có chuyện mà hai uh, chục thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa sẽ ủng hộ cho nên là không có không có hề có chuyện đó xảy ra không có giả thiết giả sử gì nên mà là chắc chắn một phần trăm luôn thôi video cũng hơi dài rồi mình xin tạm biệt các bạn và các cô chú anh chị đã xem video của mình nhé thank you và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo bye bye